Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5 mới Club của Success năm học 2024-2025, đây là sách mới. Và chúng ta chuyển sang sách bài tập. Sau cái bài số 5, chúng ta có một bài stress one. Phần đầu tiên của chúng ta đó là phần listening, trang 24. Chúng ta bỏ qua, khi nào có file chúng ta sẽ quay trở lại nghe nhé. Rồi chúng ta tiếp tục phần B, reading and writing, trang 25. Look and tick or cross. Câu nào đúng thì đánh dấu tích. Dấu tích này giống như thế này. Thế này, dấu cross là giống này nhé. Ok, number one, picture one. Water the flowers. Water the flowers là tưới hoa. Chúng ta thấy đây là đúng rồi, đánh dấu tích. Number two, flat. Chúng ta có flat là căn hộ nha. Flat là căn hộ. Căn hộ nó ở thành phố lớn có. Còn trong đây nó chúng ta có một cái house là nhà. Vậy thì chúng ta thấy đây không đúng, đánh dấu x. Đó, cross. Rồi qua câu này, table tennis là bóng bàn, chơi trên cái bàn là đúng. Gardener là người làm vườn. Người làm vườn, mà trong khi cái cô này là nhà văn. Nhà văn là writer. Vậy thì câu này sai chắc luôn. Đánh dấu là dịch cross vào. Rồi American, chúng ta coi cái cờ này có phải là cờ Mỹ không? American là người Mỹ. Người Mỹ, chúng ta coi nước Mỹ là cờ như thế nào nhé. Đây chúng ta thấy cờ Mỹ như thế này, vậy là đúng rồi. Nào, đúng rồi, dấu tích. Rồi xuống cái bài số 2, trang 26, great and complete. Anh ta là một cậu bé hay giúp đỡ người khác, là helpful. Helpful boy, helpful boy. This is a helpful boy. My address, địa chỉ của tôi là số nhà 4242 King Street. Number 3, my favorite food is sandwich. Eat a sandwich. I like to plan. Cái từ trồng của chúng ta là plan. Ngoài ra chúng ta có từ grow là trồng luôn. Trồng hoa in the future. I like to plant flower in the future. Cái từ flower của chúng ta đang bị thiếu nè. Tiếp theo, tôi luôn luôn chơi đàn violin. Violin là violin. I usually play the violin at the weekend. Tôi luôn luôn chơi đàn violin vào các ngày, vào ngày cuối tuần. Sang bài số 3. Chúng ta tiếp tục với bài số 3. Quick and complete. Active là năng động, tích cực. Cooking, nấu ăn. Helpful, tốt bụng. Is là động từ to be. Table tennis là bóng bàn. This is my friend. Đây là bạn của tôi. Her name is Sue. She's American. Cô ấy là người Mỹ. Chúng ta đang cần một cái động từ to be ở đây. She's American. Sue is active. Cô ấy rất là năng động. She likes playing table tennis. Ở đây chúng ta cần một cái môn thể thao. Cô ấy thích chơi bóng bàn. In her free time, trong thời gian rảnh. She usually goes swimming at the weekend. Cô ấy luôn luôn đi tới hồ bơi, đi bơi vào ngày cuối tuần. Sue is helpful, là chủ. Cô ấy cũng tốt bụng nữa. She helps her mother with the cooking. Cô ấy giúp mẹ nấu ăn. In the evening, vào buổi tối. She sometimes helps me learn English. Cô ấy thỉnh thoảng giúp tôi học tiếng Anh. Help to learn là học. I am happy. Tôi rất là vui. Does I have a nice friend like Sue? Khi có một người bạn tốt như Sue, cái từ nice là tốt. Ok. Rồi số 1, is. Number 2, active. Number 3, table tennis. Number 4, helpful. Number 5, cooking. Rồi, sang bài số 4, trang 27. Make sentences. Do you live in that building? Bạn sống trong tòa nhà kia phải không? Number 2, what your brother like? Anh trai bạn như thế nào? Number 3, I like surfing the internet in my free time. Number 4, I like to be a reporter in the future. Number 5, can you tell me about yourself?
can you tell me about yourself? Chúng ta có phần C là phần speaking. Why would you like to be a teacher? Tại sao bạn muốn trở thành giáo viên? Thì để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trả lời như sau. Because I like to teach children. Thì tôi muốn dạy cho trẻ em. What would you like? What do you like doing in your free time? Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh? Trả lời là I like riding my bike. Tôi muốn, tôi thích đạp xe đạp của tôi. Number 3, what's your favorite animal? Yeah. It's dolphin. Bạn thích con cá gì? It's dolphin. What nationality is your new friend? Bạn mới của bạn nó quốc tịch gì vậy? Đây là Úc đúng không nào? Úc thì chúng ta viết là he's con trai hay con gái? Con gái hả? Là she's Australian. Sang bài số 2, look, ask and answer. Number 1, what class are you in? What class are you in? Cũng như là bạn học lớp mấy? Chúng ta trả lời câu này như sau. I'm in class. Nhìn hình 5D. Câu số 2, what's your address? Địa chỉ của bạn là gì? 75 đường Hoa Sen Street. Trả lời như sau. It's 75 Hoa Sen Street. Number 3, what would you like to be in the future? Hình số 3 của chúng ta là nhà văn. I like to be a writer. Why would you like, what do you do at the weekend? Cũng nghĩa là bạn làm gì vào ngày cuối tuần? Vậy là I usually play violin. Ok. Rồi, đó là cái bài self check 1 nha. Đây là bài try it self 1. Chúng ta sẽ làm sau.